Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý chị khách hàng, quý chị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đang xem video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng thưa quý vị, hiện tại thì nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm là nhà phố, biệt thự, đất ở, căn hộ chung cư với những vị trí đẹp, diện tích lớn và đặc biệt với những mức giá rất phải chăng từ chính chủ nhà gửi bán. Vì vậy quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua để hoặc đầu tư thì hãy liên hệ với nhà đất Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và khảo sát những sản phẩm mà chủ nhà gửi trực tiếp cho Bảo Hoàng với những mức giá phải chăng phù hợp với nhiều tiêu chí nhu cầu mà quý vị khách hàng chúng ta yêu cầu. Trở lại với một sản phẩm trong buổi sáng hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà góc hai mặt tiền thuộc phường Linh Xuân, đường số 8, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Vị trí trung tâm giao nhau với thành phố Thủ Đức, trục đường Phạm Văn Đồng với trục đường quốc lộ 1A và quốc lộ 1K, giao nhau với thành phố Dị An. Một vị trí tuyệt đẹp gần với trường làng Đại học Thủ Đức, đặc biệt là trường Đại học Nông Lâm. Trên trục đường số 8 giao nhau với trục đường phía trước mặt tiền căn nhà của chúng ta, thì chúng ta sẽ di chuyển vào trung tâm của làng Đại học Thủ Đức trên trục đường số 8. Và trước khi dẫn mọi người vào bên trong, Bảo Hoàng xin được chia sẻ trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình với trục đường ngang 4 đến 6 mét. Căn nhà chúng ta có vị trí góc hai mặt tiền, một trệt, hai tầng lầu. Với trục đường phía trước thì thông ra với trục đường số 8 đối diện với sân bóng đá Dị An. Và trục đường này là trục đường hẻm 17. Trục đường 27 nối với trục đường số 8. Nếu chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ đi thẳng vào trung tâm làng Đại học Thủ Đức. Còn về phải thì chúng ta sẽ ra lại với trục đường quốc lộ 1K. Vị trí ở đây thì rất là gần với những trung tâm tiện ích đi kèm như là siêu thị Bách Hóa Xanh, siêu thị Vincom hay là siêu thị Bixi Dị An, cầu vượt Linh Xuân, quốc lộ 1A, trục đường Phạm Văn Đồng trong bán kính khoảng cách là 1 đến 1,2 km. Vị trí ở đây thì cũng rất là gần với những trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chỉ cách căn nhà của chúng ta là 7 đến 800 mét vuông, 800 mét. Rất là gần, rất là tiện trong vị trí lui tới những trung tâm quan trọng mà gia đình chúng ta thường lui tới. Vâng, và đây là trục đường chúng ta về lại với căn nhà của mình. Với thiết kế một trệt, hai tầng lầu, đúc bê tông, kiên cố 3 tấm, 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân thượng. Với vị trí góc hai mặt tiền và hướng nhà là hướng Tây Bắc. Căn nhà mà buổi sáng hôm nay Bảo Hoàng chia sẻ đến quý vị là căn nhà có chiều ngang 5m3 và chiều dài là 9m5. Với mức giá rất là ưu đãi, chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, với một căn nhà vừa mới hoàn thiện, đầy đủ nội thất bên trong. Với mức giá rất phải chăng thưa quý vị, chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng, một mức giá dành cho một căn nhà tuyệt đẹp, vị trí đắc địa thuộc phường Linh Xuân. Và bây giờ thì Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người vào bên trong, chúng ta sẽ khảo sát cụ thể bên trong căn nhà của mình. Với vị trí mặt tiền là một bộ cửa bằng sắt hàn, là kiên cố sơn hai màu, màu đen và màu trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một bộ cửa nhôm Sinfa loại thép, kính cường lực 12 ly, 4 cánh. Và không gian phòng khách cũng như phòng bếp tại vị trí tầng trệt. Vâng, được thiết kế rất là đẹp theo phong cách nhà phố hiện đại. Cách bố trí, trang trí những cái trang thiết bị nội thất hay là trang thiết bị điện ở bên trong rất là đẹp và hài hòa, không gian mở thưa quý vị. Bằng một căn nhà có vị trí đẹp để chúng ta có thể mua để đầu tư làm văn phòng, showroom, hoặc là mua cho con em đi học ở các trường cao đẳng đại học trong làng Đại học Thủ Đức, rất là gần với căn nhà của chúng ta. Như Bảo Hoàng đã chia sẻ, vị trí nơi đây thì trên trục đường số 8 phía trước mặt tiền của nhà mình thì di chuyển ra trung tâm làng đại học trong khoảng kính bằng cách trong bán kính khoảng cách là tầm 1 km đổ lại mà thôi, rất là gần, cũng như là giao với những trục đường lớn, trục đường quốc lộ 1K, Phạm Văn Đồng. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan khu vực lầu 1 của nhà mình. Với một lối cầu thang được thiết kế sát bờ tường để chúng ta lên tham quan những phòng ngủ đầu tiên của nhà mình.
Còn đây là không gian phòng khách ở phía trước nhà mình, rất là đẹp thưa quý vị. Với thiết kế gạch hoa bóng kiếng, mặt tường thì được sơn màu trắng kem, rất là tinh tế và sáng. Ta sẽ vào tham quan phòng ngủ đầu tiên của nhà mình với các trang thiết bị nội thất đã được gia chủ thiết kế lắp đặt sẵn cho gia đình mình. Chúng ta chỉ đến tham quan. Với mức giá 4,9 triệu, chúng ta có thể thương lượng thêm một chút với chủ nhà để sở hữu ngay một căn nhà tuyệt đẹp và chúng ta có thể chuyển vào ở ngay đón Tết 2022 một cách đặc biệt với một căn nhà đặc biệt như thế này thưa quý vị. Bên hông thì chúng ta sẽ có thêm một bộ cửa sổ để chúng ta có thể đóng ánh sáng không khí từ bên ngoài vào. Và phía giữa giao nhau với hai phòng ngủ thì sẽ có một phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ với những trang thiết bị nội thất phòng tắm, phòng vệ sinh bên trong. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Với lợi thế góc hai mặt tiền, chúng ta sẽ có nhiều bộ cửa sổ bên hông và bộ cửa chính ở phía trước ban công, cho nên là ánh sáng và không khí rất là dồi dào từ bên ngoài được đem vào bên trong qua những bộ cửa vừa rồi. Và đi kèm với thiết kế của phòng ngủ rất là ấm cúng, không gian đẹp, chúng ta sẽ có những trang thiết bị nội thất được thiết kế như là bộ tủ đựng đồ, bàn học, bàn trang điểm và một chiếc giường cỡ lớn. Còn phía trước là một ban công rất là đẹp. Trở lại với căn nhà của mình, chúng ta sẽ có thêm phòng ngủ tiếp theo và sân thượng. Vâng, và Hoàng xin được đến chính lại căn nhà. Chúng ta có 3 phòng ngủ thưa quý vị. 2 phòng ngủ tại lầu 1 và 1 phòng ngủ tại lầu 2. Và một phòng vệ sinh tương tự như phòng vệ sinh tại lầu 1. Còn đây là ban công phía sau của nhà mình. Vừa là ban công vừa là sân thượng rất là rộng, được rào chắn với những khung sắt hàn với nhau rất là kiên cố chắc chắn. Và tại vị trí này chúng ta cũng có thể nhìn thấy trung tâm làng Đại học Thủ Đức với những lốc chung cư, trường học của khu phức hợp làng Đại học Thủ Đức thưa quý vị. Rất là gần với căn nhà của chúng ta, một vị trí tuyệt đẹp, tiện ích để quý vị chúng ta có thể mua cho con em chúng ta ở gần với ngôi trường của mình để tiện di chuyển qua lại với ngôi trường của mình đang theo học. Vâng thưa quý vị, một căn nhà tuyệt đẹp, một trệt hai tầng lầu, góc hai mặt tiền, hiện hữu tại trục đường số 8, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, với mức giá chỉ có 4,9 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Với căn nhà
hợp pháp, hoàn công đầy đủ. Vì vậy quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua để hoặc đầu tư thì hãy liên hệ cho nhà đất Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và khảo sát căn nhà này. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn, xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.